Xin chào các bạn, mình là Maria Lê. Rất vui khi gặp lại các bạn trong kênh YouTube Lê Lê Succulent USA của mình.
đây là khu vực mình để mấy bé sen mông của mình đây các bạn. Cây này đang thêm lá nứt ra luôn rồi. Chắc mình tưới nước nhiều quá các bạn. Tưới nước nhiều quá. U nu. Và đây là những cây bé con, bé xíu xíu à. Mình rất là thích mấy cây màu tím này các bạn. Mấy cây tím tím này này rất là dễ thương.